các bạn, những chiếc TV của LG thì luôn mang đến cho người dùng sự hài lòng về chất lượng hình ảnh cũng như là âm thanh, cũng giống như chiếc TV này chẳng hạn. Không chỉ vậy, hãng còn tích hợp thêm rất nhiều tính năng thông minh, ví dụ như là điều khiển hoặc là tìm kiếm bằng giọng nói. Hãy cùng theo dõi video ngày hôm nay để khám phá thêm về chiếc TV này nhé. Đầu tiên thì mình sẽ nói về phần thiết kế của mẫu TV này nha. Mẫu TV này thì có mã sản phẩm là 43UM7300BTA và được ra mắt trong năm 2019. Nó vẫn giữ kiểu dáng thiết kế đơn giản, gọn gàng và hiện đại với khuôn viền chắc chắn. Viền màn hình nhựa có họa tiết phay xước nhìn khá đẹp và sang. Chân đế TV thiết kế kiểu chữ V úp ngược, vừa chắc chắn vừa giúp nhìn thanh mảnh và thẩm mỹ hơn. Phía sau TV cũng được bố trí nhiều cổng kết nối phổ biến hiện nay. Với kích thước màn hình 43 inch thì mẫu TV này phù hợp với những phòng khách, phòng ngủ nhỏ có khoảng cách từ nơi ngồi đến nơi đặt TV từ 2,2m đến 3,5m. Ngoài ra thì còn có mẫu 70 inch cho những không gian phòng lớn hơn. Với màn hình 43 inch và được LG trang bị cho độ phân giải lên đến 4K thì chiếc TV này cho ra độ nét rất ấn tượng. Khi xem những video 4K trên YouTube, bạn sẽ cảm nhận rõ nhất về độ nét của nó. TV cho độ hiển thị các chi tiết nhỏ cực tốt, giúp hình ảnh nhìn chân thực hơn rất nhiều. Ngoài ra, khi các bạn xem các chương trình video, kênh truyền hình mà có chất lượng hình ảnh thấp hơn như là HD hoặc là Full HD thì chiếc TV này cũng có khả năng tự nâng cấp hình ảnh lên gần chuẩn 4K nhờ công nghệ 4K Upscaler mang đến hình ảnh rõ nét hơn rất nhiều. Để mang đến cho người xem những hình ảnh chất lượng hơn thì LG đã bổ sung rất nhiều công nghệ hình ảnh vào trong chiếc TV này. Về phần màu sắc thì LG đã tích hợp công nghệ True Color Accuracy vào. Nó có thể tái tạo màu sắc trên màn hình được rực rỡ, chân thực, tạo cảm giác bắt mắt hơn khi xem. Như các bạn có thể thấy, các món ăn trên màn hình thì được hiển thị với màu sắc nhìn rất là đẹp mắt và kích thích thị giác cũng như là vị giác. Đặc biệt hơn là LG đã tích hợp thêm công nghệ 4K Active HDR cho sản phẩm này, vì thế nên là chất lượng hình ảnh cho ra cực kỳ chi tiết. Nó hỗ trợ phát các video có các định dạng chuẩn HDR, HDR10 Pro và HLG Pro có khả năng phân tích từng khung hình trong video theo từng cấp độ ánh sáng khác nhau và chọn ra chi tiết phù hợp nhất rồi kết hợp lại để tạo thành hình ảnh chân thực rõ ràng, có độ tương phản cao giúp hình ảnh hiển thị chân thực và rõ nét. Đồng thời với sự có mặt của bộ xử lý Quad Core có khả năng giảm nhiễu cho hình ảnh và tạo ra màu sắc cùng độ tương phản sinh động hơn, mang đến khả năng hiển thị hình ảnh tốt nhất với các chi tiết được sắc nét hơn, màu sắc nổi bật hơn và hình ảnh sâu hơn. Tiếp theo là về phần âm thanh, thì vừa rồi Nhật Nam đã vừa nghe thử một vài bài nhạc trên loa của chiếc TV này thì cảm nhận được là chất lượng âm thanh rất là hay. LG trang bị hệ thống gồm hai loa có tổng công suất là 20W, cho ra nguồn âm thanh khá to và rõ. Cùng với đó thì công nghệ DCS Virtual X giúp tạo nguồn âm thanh giả lập âm thanh vòm sống động và bắt tai hơn rất nhiều khi nghe nhạc hay xem phim. Ngoài ra thì LG còn trang bị chế độ lọc thoại Clear Voice Bar có thể tự động nhận diện giọng nói, giúp TV tăng cường chất lượng âm thanh bằng cách lọc ra các tạp âm từ môi trường ồn ào xung quanh, giúp bạn cảm nhận tốt hơn âm thanh của chương trình đang xem. Đây là chiếc Smart TV của LG và tất nhiên là nó cũng được chạy bằng hệ điều hành rất đặc trưng của nó là WebOS. Và hiện tại thì chiếc TV này đang được chạy với phiên bản WebOS 4.5 với giao diện thẻ dễ nhìn. Giao diện hệ điều hành chỉ chiếm khoảng 1/3 màn hình nên khi thao tác không làm gián đoạn các chương trình đang xem. Kho ứng dụng của chiếc TV này thì cũng rất phong phú, gồm nhiều ứng dụng giải trí phổ biến như là trình duyệt web, YouTube và nhiều ứng dụng xem phim, nghe nhạc, trò chơi khác nữa. Đi cùng với chiếc TV này là chiếc Magic Remote trên tay mình đây. Chúng ta có thể di chuyển remote và thao tác cùng con trỏ chuột trên màn hình rất nhanh và tiện dụng. Đặc biệt với chiếc remote này kết hợp cùng với việc LG đã tích hợp công nghệ trí tuệ nhân tạo AI ThinkQ và Google Assistant vào sản phẩm này thì chúng ta có thể dễ dàng tìm kiếm và sử dụng điều khiển bằng giọng nói tiếng Việt rất thú vị. Ví dụ muốn xem clip nào thì chúng ta không cần phải bấm từng ký tự mà chỉ cần nói từ khóa cần tìm là TV sẽ tìm ra ngay. Ví dụ như bây giờ mình muốn xem phim Hàn Quốc thì mình chỉ cần nói phim Hàn Quốc. Lập tức là có rất nhiều clip hiện ra cho chúng ta lựa chọn. Hay bây giờ mình muốn nghe một bài hát, ví dụ như bài Duyên Phận thì mình chỉ cần nói Duyên Phận. Lập tức là trên màn hình đã hiện ra rất nhiều bài hát Duyên Phận cho chúng ta lựa chọn, đúng không ạ?
Đặc biệt hơn nữa, nếu như mà chúng ta không nhớ tên bài hát mà chỉ nhớ được một vài câu hát trong bài hát đó thôi, thì chúng ta cũng có thể là đọc các lời hát đó lên thì TV sẽ lập tức tìm ra tên bài hát cho mình. Mình cùng thử nhé. Ba thương con vì con giống mẹ. Và trên màn hình đã trả kết quả cho chúng ta rồi đúng không nào? Ca khúc tên là Cả nhà thương nhau. Nếu như mà chúng ta không nhớ tên bài hát thì chúng ta cũng có thể tìm thấy bài hát như chúng ta muốn. Không chỉ tìm kiếm từ khóa bằng giọng nói, chúng ta còn có thể điều khiển chiếc TV này bằng giọng nói thông qua các câu lệnh phổ biến rất tiện dụng. Chẳng hạn như bây giờ mình muốn nâng âm lượng của chiếc TV này lên 60 thì mình chỉ cần nói âm lượng 60 là ngay lập tức âm lượng đã được nâng lên 60 rồi ạ. Còn bây giờ mình muốn giảm âm lượng xuống chỉ còn 30 thôi thì mình cũng chỉ cần nói âm lượng 30. Và lập tức thì âm lượng của TV đã giảm xuống mức còn 30 thôi ạ. Còn nếu bây giờ mình muốn mở YouTube mà không cần tìm ứng dụng thì chúng ta cũng chỉ cần nói mở YouTube. Chuyển đến YouTube app. Ngay lập tức là ứng dụng YouTube đã được mở ra rồi các bạn. Có vẻ là bây giờ màn hình hơi tối đúng không ạ? Bây giờ thì mình sẽ tăng độ sáng màn hình bằng giọng nói xem sẽ như thế nào nhé. Làm sáng màn hình. Các bạn thấy không? Ngay lập tức là màn hình đã được tăng độ sáng lên một mức. Hay là bây giờ mình muốn biết về thông tin thời tiết thì mình cũng chỉ cần nói ra là TV sẽ hiểu ra ngay. Mình thử nhé. Thời tiết hôm nay thế nào? Và ngay lập tức trên màn hình đã hiện ra các thông tin thời tiết cho chúng ta rồi ạ. Rất thú vị đúng không nào? Không chỉ điều khiển chiếc TV này bằng remote, chúng ta có thể sử dụng điện thoại để điều khiển chiếc TV thông qua ứng dụng LG TV Plus. Phòng khi bị lạc mất remote thì vẫn có thể điều chỉnh TV được. Cùng với đó, chúng ta có thể chiếu màn hình điện thoại lên TV bằng tính năng Screen Mirroring hay trình chiếu màn hình thiết bị Apple như iPhone, iPad, MacBook lên màn hình TV với tính năng AirPlay 2 để chiếu hình ảnh, video hay chơi game trên màn hình lớn rất thú vị. Smart TV LG 4K 43 inch 43UM7300BTA, độ phân giải 4K cho hình ảnh sắc nét ấn tượng, công nghệ True Color Accuracy cho trải nghiệm hình ảnh đầy màu sắc, công nghệ 4K Active HDR giúp hình ảnh trở nên chân thực, sống động, chip xử lý quad core tái tạo và nâng cấp chất lượng hình ảnh, remote thông minh hỗ trợ tìm kiếm và điều khiển bằng giọng nói bằng tiếng Việt cả 3 miền, hỗ trợ điều khiển TV bằng điện thoại qua ứng dụng LG TV Plus, chiếu màn hình điện thoại lên TV cùng tính năng Screen Mirroring và AirPlay 2. Chiếc TV này có rất nhiều tính năng thú vị và thông minh đúng không ạ? Nếu như mà bạn yêu thích sản phẩm này thì hãy nhanh tay gọi về tổng đài 1800 1061 hoặc truy cập vào website điệnmaisanh.com để đặt hàng nhé. Xin chào và hẹn gặp lại! Ngoài ra, khi mua sản phẩm tại Điện Máy Xanh còn nhận được rất nhiều ưu đãi, miễn phí công lắp đặt, lỗi là đổi mới trong một tháng tận nhà, đổi trả và bảo hành cực dễ chỉ cần số điện thoại, bảo hành chính hãng TV 2 năm, có người đến lấy tận nhà.